cắm điện. Nút này lần phải lấy cái ổ khóa đè lên nè. Con kêu dán lại. Là lần lấy ổ khóa đè lên. À, để con đổi cái mô đun khác. Quá. Để kiểm tra thử có bị bẻ khóa không. Đây đang có cái mô đun này đem đổi cho khách hàng luôn. Mới thu được bên kia. Muốn đổi được phải xóa cái mã mắt này mới gắn vô được nha. Chứ nhiều khi bạn reset là nó vẫn trả về cái mặc định của cái modem này. Cài ban đầu phải xóa cái mã mắt này đã. Xíu nữa mình sẽ xóa mã mắt cho các bạn xem nha. Để trước hết để kiểm tra cái wifi kia nó yếu tới cỡ nào. Để cho con hồi cái hồi bự chọc bá nhưng mà nhỏ gì. Chơi hả? Chơi. Ôi, ngon gì mà chơi vậy? Ngon thôi. Bị nứt nứt tấm kiến chút xíu thôi mà. Bỏ đó. Tôi không biết xài đâu. Kiểm tra coi. Tôi không xài, thở chút chút. Rồi, cái modem này chạy thời gian là nó sẽ tạo file backup. Trên đài nó tự tạo. Bạn có reset lại thì khoảng 5 phút sau nó sẽ trả về mặc định. Nên mình muốn đổi, thay đổi, mình không có biết bát modem thì biết bát bột wifi, bát modem thì tốt nhất là phải xóa mã mắt bằng phần mềm bây nha. Bây giờ mình sẽ xóa mã mắt này cho các bạn xem trước khi reset và đổi modem cho khách hàng nha. A few moments later. Rồi, reset rồi. Lưu ý với các bạn là khi để modem các bạn nên để đứng như thế này nó sẽ mát hơn ha. Tại vì nhiệt độ của cái con modem này nóng quá nó sẽ, đây các bạn thấy một cái modem nóng nóng quá nó sẽ như thế này. Để phải để đứng lên chứ các bạn, bạn thấy những cái lỗ này lỗ hai, tuy nhiên các bạn để nằm xuống đây. Đây. Những cái lỗ này nó rất là nhiều nhưng mà để nằm xuống nó sẽ bị che, nó bị không có hốt cái nhiệt được. Bạn để như vậy ha. Rất nóng, để đứng như vậy nè. Để nóng như vậy. Để đứng như vậy nó ổn định hơn. Dạ. Đó. Thì mình gặp ở đâu mình chia sẻ đó. Các bạn nhớ nha, để thì nên để đứng hơn cho nó mát, cái modem nó sẽ chạy ổn định hơn, còn để nằm nó bị không thoát nhiệt được, nó nóng quá nó chạy nó bị yếu bạn nha. Ok, bây giờ sẽ cài đặt nha. A few moments later. Đây các bạn. Mặc dù cái modem này nó bụi nhưng mà nó không có bị vàng các bạn nha, bụi nha, bụi đóng lớp lớp rất là dơ luôn à ha, rất là dơ luôn, nó bị hư cái này nè, nhưng mà nó không có vàng, lý do là mình để cái modem mình để đứng như thế này mà nó bị hót nhiệt ra hết, nó không có bị nóng nha. Còn mà để các bạn đây để thấy hay mọi người hay để nằm như thế này nè, để nằm như thế này nè, nó không có tỏ nhiệt ra hết, do ở các lỗ không khí tỏ nhiệt ra ngoài, nó nằm ở phía dưới này rất nhiều mà. Bạn để như thế này ha, nó làm nóng. Và đặc biệt là cái bàn mà bàn kiến các bạn, bàn kiến mà bạn để lên ha, nó làm cái modem này nóng, rất là nóng, nóng nhiều lắm, nóng nhiệt độ phải 70-80 độ mà trong cái modem, nếu xem á, bạn xem bạn sẽ 70-80 độ và một thời gian nó sẽ vàng hết này, giống như bánh tráng bóp vào nó bị bể hết nha. Rồi clip ngày hôm nay đi đổi cái con modem này. Rồi chú mua cà phê luôn, con chưa ăn cơm, nó uống ly cà phê này chắc xỉu quá. À, để con trút vô cái ly mang đi. Dạ, gắng làm cho xong rồi, gần 2 giờ rồi. Dạ. Để con trút vô cái ly này con đem đi.
ngày còn coi được chứ, chứ đổ gì chiều là hết coi. Chiều hết coi hả? Ừ. Với lại nó bị cấp quan biển á chú, nó đang bị đứt. Không phải là cái quan biển nó bị đứt, nó báo 24 ta. Vô đông quá là nó bị gì sao? Dạ thì cũng một phần á, nhưng mà hiện tại là đang bị cấp quan biển. Nó chiều khoảng 7-8 giờ là nó yếu xìu à. Ừ. Nhiều người xài á, nó bị nghẽn. Chắc phải 24 này mới xong. Ngay yếu xìu rồi hay bắt qua bên đài cái đường nó không có bên mạng bên đài á. Dạ. Rồi gửi lại cái ly đi, không mang cái ly cà phê đi. Chưa ăn cơm uống cái này vô cái xỉu luôn. Tao mà đỡ đói mà uống ly phê vô rồi sao bỏ cơm. Dạ đúng rồi, không ăn cơm luôn á. Đói uống ly phê là hết ăn cơm được luôn. Được ly cà phê này đem về uống luôn. Ừ.